Buổi biểu diễn đầu tiên của Westlife tối 21 tháng 11 tại sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh bị rất nhiều khán giả chỉ trích về khâu tổ chức. Thậm chí chỉ vài giờ trước khi diễn ra sự kiện, hàng loạt khán giả la ó đòi trả lại tiền vé vì chỗ ngồi bị che khuất, khiến họ không thể nhìn thấy sân khấu. Trước sự tức giận của nhiều khán giả về việc mua vé đắt tiền vẫn bị nhiều vật cản che khuất hướng nhìn lên sân khấu, đại diện ban tổ chức lên tiếng phản hồi. Cụ thể, phản hồi về những chỉ trích này, bà Đỗ Thu Giàng, đại diện đơn vị tổ chức cho biết. Ngay sau buổi diễn, ban tổ chức đã họp rút kinh nghiệm với mong muốn khán giả có trải nghiệm tốt hơn trong đêm diễn hôm nay, 22 tháng 11. Theo đại diện ban tổ chức, tình huống lều kỹ thuật trên sân khấu phát sinh trước show diễn đúng 1 tiếng đồng hồ, xuất phát từ bộ phận sản xuất của Westlife. Ngay sau đó, ban tổ chức đã có phương án di chuyển ghế cho khán giả xuống dưới sân. Phía Westlife cũng gửi lời xin lỗi vì sự cố phát sinh này. Ban tổ chức khẳng định sẽ khắc phục vấn đề lều chè trong đêm diễn tối nay. Về vấn đề vệ sinh, bà Giang cho biết do mưa lớn vào tối hôm trước nên khán đài bẩn, đọng nước. Họ đã cho nhân viên quét dọn nhưng chưa hoàn toàn sạch sẽ. Vấn đề này sẽ được khắc phục ở đêm diễn thứ hai. Ngoài ra, ban tổ chức cũng tiết lộ số khán giả đến đêm diễn đầu tiên đạt khoảng 85-90% số vé đã bán ra. Đêm nhạc của Westlife tại thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn mang tên The Wild Dreams Tour. Nhóm nhạc đã đi qua các nước Anh, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Indonesia, Scotland, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Mexico.